Vâng, em xin chào quý vị. Nay em tiếp tục bàn giao một cái con khiển RC600 nữa em mới đặt về cho khách nhé. Đây là con Onkyo RC600 này. Cái con này thì nó là dòng khiển dùng chung cho được khá nhiều các cái đời của Onkyo. Đấy. Khiển xịn Onkyo luôn nhé, Onkyo RC600 này, được chưa? Nó không phải là khiển học, đấy, nó là khiển xịn luôn. Đấy. Hàng thì xuất xứ nó ghi rất rõ ràng là Indonesia nhé. Đấy. Đây. Em test bàn giao cho bác khách ở ở đâu nhỉ? Điện thoại. Ê, quên mất bác ở đâu. Bác thì hình như là bác bàn này, bác bảng cái gì? Đâu, xem nào. Đơn hàng. Đây. Anh Ngô Bình Khai, Ngô Bình Khai đúng rồi. Ở Ngô Bình Khải Khai đấy, em thấy chắc là Khai. Ngô Bình Khai đúng không? Ở Tiền Giang nhá. Tiền Giang. Đấy, bây giờ em sẽ bàn giao cho anh này. Đầu tiên là con này như em đã bảo với anh từ trước thì con này nó không nó dòng khiển dùng chung nhá, nên là có một số chức năng ví dụ như bật tắt nguồn này không dùng được này. Nhưng mà còn các cái chức năng chính như là chỉnh to nhỏ này, anh nhìn này, chỉnh to nhỏ này. Chỉnh được này. Chọn các đầu vào cho thiết bị này. Đây. Chọn vào thiết bị, chọn ok này. Đấy, con này thì không phải con N7NX của anh nhưng mà cũng là dòng N7SX thì cũng là đời đấy của nó nhé, cũng là đời USB cả thì nó sẽ khiển được cho nhau hết nhé. Anh nhìn này, này vẫn chỉnh được bình thường này. Đấy. Đây. Khi chuyển nó FM thì thậm chí là không biết là có tua được không. À đây, nó dò được cả đài bằng cái cách là mình chuyển đấy nhá. Đây. Mình chuyển sang FM BM sau đó mình dò được đài được này. Đấy, FM BM đấy, bấm à, được luôn FM BM đấy, bấm luôn này. Thế thì mình sẽ dò đài này bằng cách là mình ấn đủ ấn tiến được này. Đấy, nhá. Được chưa? Đấy. Play CD được này. Chọn bài được này. Chọn bài được này, nhìn nữa. Đây nhá. Đấy, chọn bài ok này. Đấy rồi là chỉnh bát tép này, anh có hỏi chỉnh bát tép đúng không? Cái chức năng quan trọng nhất mà anh đang quan tâm là bát tép này. Thì ấn tông cho em này, ấn tông. Nó hiện lên bát này thì anh chỉnh tăng lên này. Bằng cách là ấn nút này. Giảm đi bằng cái nút này. Được chưa? Này. Xong rồi ấn Enter phát nữa rồi sang chép này. Đấy, thì mình lại chỉnh tép này, xong phát ấn Enter, đây là kết thúc. Hoặc còn là cách thứ hai là ấn tông một lần sang bát, ấn lần nữa sang tép. Đấy. Ấn nữa để thoát. Đấy, được chưa? Ngoài ra con này sẽ có chế độ Super Bass này, Super Bass. Đấy, để nâng thêm tiếng bát lên trong trường hợp mà anh cảm thấy bát nó bị thiếu. Nghe nó không đủ bát nhá, không đủ đô. Đấy, ok. Đấy nha, con này thì là khiển được input đầu vào các kiểu đủ hết nha. Này. Đấy. Ok nha, thì là đấy là về con khiển RC600 này, bây giờ em sẽ gửi đi cho anh nhé. Đấy, cảm ơn anh đã đặt hàng bên em. Vâng. Con này thì anh đã chuyển khoản hết rồi thì giờ em chỉ có chuyển vào và anh thanh toán được tiền vận chuyển là xong thôi. Đấy, ok nhé. Em xin chào anh, xin gặp lại anh ở trong những video theo của bên em nhé. Vâng. Bác nào có nhu cầu đặt các con khiển này về để điều khiển cho những cái dòng Onkyo thì là cũng liên hệ cho bên em nhé. Nếu như mà con này nó khiển được cái dòng nào thì em sẽ báo luôn. Vâng, em xin kết thúc video ở đây.